Đây sẽ là những trải nghiệm kỳ thú chưa từng có trong cuộc đời họ. Các bạn hãy chuẩn bị. Go! Chính đồ chơi, chính màu sắc riêng biệt sẽ đem đến những bất ngờ và kịch tính trên từng chặng đua. Phải cố gắng chứ, em nghĩ là em chịu nổi nó phải nổi. Đón xem sự trở lại của cuộc đua kỳ thú 2014.